Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV. Cực nóng, hơn 2 năm qua, hầu hết khán giả luôn đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghệ sĩ bị reo tên trong cái drama đầy nhơ nhấp bẩn thỉu này. Thưa quý vị, còn nhớ lúc chưa xảy ra drama, những nghệ sĩ có dính dáng vào ai cũng là một ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật của đất nước ta. Khi họ đi lưu diễn ở bất cứ đâu thì lúc nào cũng có hàng ngàn người chào đón. Chào đón bằng tất cả sự yêu thương trân quý và thần tượng thật lòng. Không thần tượng thật lòng sao được khi mỗi lần xuất hiện trên TV, họ luôn bộc lộ rõ ràng ra là mình có tấm lòng nhân đạo cao vời vợi. Giờ chúng ta nói đến anh Trấn Sìn. Vì chỉ những câu phát ngôn, những hành động của anh ta thôi, nó cũng đã phản ánh gần hết mọi diễn biến của cái drama này rồi. Trấn Sìn là nghệ sĩ luôn chứng minh trước hàng chục triệu khán giả mình là người luôn sẵn sàng, chịu ăn uống cực khổ chút xíu để nhường miếng ăn. Tất cả khán giả Việt Nam đang rơi vào hoàn cảnh thương tâm, đói khổ mà để bộc lộ ra sự đạo đức này. Anh ta đâu có bộc lộ cái kiểu bình thường như những người nghệ sĩ khác và lại sâu sắc hơn, xác thực hơn và rất đúng thời điểm đó chính là khóc trên TV. Khóc trước mắt hàng chục triệu khán giả. Dịp này khi nghe bất cứ vị khán giả khách mời nào đó tâm sự về hoàn cảnh đau khổ của mình, cho dù là hoàn cảnh đau khổ nhiều hay là ít, thì lập tức anh ta buồn lòng liền và sự mủi lòng nào đó cũng dâng lên rất cao, nên nước mắt của anh ta trực trào rơi ra là những khán giả luôn yêu thương thần tượng anh ta suốt nhiều năm qua. Nhìn thấy thần tượng của mình khóc như vậy thì hầu hết khán giả đều rơi nước mắt theo, xem như là gửi một chút lòng đồng cảm đến vị khán giả khách mời ấy. Thông qua anh ta, rồi anh ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền để mà giúp đỡ vị khán giả khách mời, kèm theo một giọng nói nghẹn ngào, an ủi và động viên. Mà số tiền này là do anh ta tạo ra bằng sự phấn đấu trí tuệ cống hiến bằng mồ hôi nước mắt sương máu trong lao động nghệ thuật. Với những việc làm mang tính nhân văn cao, mang tính truyền thống lá lành, đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Rõ ràng là như vậy nên hầu hết khán giả yêu thương và thần tượng anh ta hơn. Là nhờ vào đạo đức quá tốt nên anh ta là một nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Thì đó là điều đương nhiên thôi. Và cũng xin nói thật lòng là nếu như nói khán giả yêu thương thần tượng tài năng nghệ thuật thì anh ta cũng đâu có tài năng gì nổi trội hơn những nghệ sĩ đồng nghiệp của mình mà khán giả yêu thích. Thần tượng anh ta chỉ là về khía cạnh đạo đức cao vời mà thôi. Ấy vậy mà thật là không ngờ khi cái drama này nổ ra thì anh ta lại bộc lộ ra quá rõ ràng cái bản chất của một người không có một chút đạo đức nào trong bản thân. Xem ra kể từ ngày anh ta nổi tiếng được khán giả hâm mộ cho đến nay, trong tâm tưởng của anh ta lúc nào cũng xem khán giả không ra gì. Chúng ta chắc còn nhớ chuyện sao kê số tiền từ thiện cách đây hơn 2 năm của anh ta. Chẳng hiểu sao kê xong thì vợ chồng anh ta rồi bôi xóa, chỉnh sửa, che chắn để cuối cùng những tờ sao kê này nó không khác gì những tờ sao kê thuộc loại rắc rưởi. Ấy vậy mà anh ta bộc lộ ra gương mặt cực kỳ tự tin trên phương tiện truyền thông đại chúng trong những câu tuyên bố cứng rắn của mình như là bắt cô Hằng là bồi thường gấp 50 tỷ để anh ta đem đi làm từ thiện. 50 tỷ này cô Hằng đã sẵn sàng bỏ ra để thách thức anh ta. Sao kê, rồi anh ta tuyên bố cứng rắn nào là sẽ làm đơn gửi cơ quan chức năng, kiện hết những ai vu khống vợ chồng anh ta chặn tiền từ thiện, rồi sao kê để lấy lại danh dự cho nghệ sĩ, rồi khán giả mắc nợ vợ chồng anh ta một lời xin lỗi. Tất cả khán giả cho đến tận bây giờ, cho dù là chuyện sao kê và những lời tuyên bố kể trên của anh ta để trải qua hơn 2 năm trời, nhưng cho đến tận bây giờ, khán giả cũng không hiểu vì sao mà trong giới showbiz Việt lại có một nghệ sĩ có cái hành động và những câu phát ngôn không giống bất cứ ai trong giới showbiz trên toàn thế giới. Trong cái drama này có không ít nghệ sĩ, chẳng hiểu sao, chẳng có ai động chạm đến mình dù chỉ là nửa lời. Ấy vậy mà họ lại tự chọt miệng vào, nói một câu cực kỳ tào lao, rồi có cả hỗn láo mất dạy. Nhưng có một điều khán giả không hiểu là họ xen vào, nói đúng một câu, thế là bị hàng triệu khán giả ùa vào, dập cho lên bờ xuống ruộng, thế là họ vội vàng trốn biệt tích biệt tăm luôn. Tại sao lại có một số quá đông nghệ sĩ ở miền Nam kém hiểu, biết và vô đạo đức như vậy? Giờ thì khán giả nhắc lại câu chuyện khán giả đặt mình vào hoàn cảnh của những nghệ sĩ có dính dáng vào cái drama ê chề nhục nhã này. Chắc chắn là khán giả mắc cỡ lắm. Nghệ sĩ mà có trí não không thông qua, kém về đạo đức thì sao mà đủ tư cách làm người của công chúng đây? Nghệ sĩ nước ngoài ta đâu có vô đạo đức lơ ngơ láo ngáo, chơ cháo của các nhóm nghệ sĩ này. Công an TP.HCM. Thưa quý vị, mới đây,
đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp của công an, cùng cấp đối với Phan Công Khanh, sinh năm 1994, tức là Khanh Super, quê tỉnh Bến Tre, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 9 tháng 7, cơ quan chức năng đã tạm giữ Phan Công Khanh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong quá trình mua bán siêu xe. Cụ thể, anh ta đã bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Đến 19 giờ cùng ngày, các ô tô đắt tiền tại showroom cây Super của ông trùm Phan Công Khanh được di rời đi nơi khác, nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dân xung quanh. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phan Công Khanh là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại cây Super. Công ty có trụ sở chính tại khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, với vốn điều lệ tính đến hiện tại là 50 tỷ đồng. Hơn 17 tháng qua, kể từ khi bị khởi tố tạm giam, bà Phương Hằng cùng những thông tin liên quan vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Chú ý nhất khi vừa qua, một lá thư tay và đích thân bà chủ đại Nam đã viết, không kể ngày đêm, được gửi đến tận tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây được xem là bức tâm thư duy nhất mà bà Hằng nói lên bao nhiêu nỗi khó khăn và phẫn uất của bà khi nhìn thấy đồng bào quê hương bị những thế lực nghệ sĩ đen, hai vị thần múa võ để qua mặt vơ vét hết tài sản của bá tánh. Vậy nội dung lá thư viết gì mà Tổng Trọng nổi cơn lôi đình như vậy? Thưa quý vị, một nữ doanh nhân thành đạt, một nội tướng tài giỏi cứu nguy cho sự nghiệp của chồng và cũng là một nhà thiện nguyện cứu trợ xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã và đang tạo ra nhiều hình ảnh đẹp, là idol cho không ít người. Thế nhưng không dừng lại ở đó, bà còn thành công vượt trội trong lĩnh vực truyền thông với hình thức sáng tạo livestream, tố giác tội phạm. Và chỉ trong thời gian ngắn đã thành công ngoạn mục, hạ gục được một số người ngưỡng mộ tôn xưng là hiệp sĩ, thế thiên hành đạo. Bắt đầu mọi chuyện từ cuộc chiến với tên thần y lăng băm Võ Hoàng Yên, tiếp đến là lật tung sao kê từ thiện trong giới văn nghệ sĩ, báo chí. Bà đã trở thành một người có tầm ảnh hưởng hiên ngang song trận, lật đổ hàng loạt những thần tượng, từng làm run rẩy trái tim của biết bao nhiêu người hâm mộ. Sự thật về lá thư tay khiến Tổng Trọng rơi nước mắt. Kính gửi đến bác Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa bác, con là Nguyễn Phương Hằng, xin viết tâm thư này gửi đến bác. Lần đầu tiên con gửi lời chúc sức khỏe đến bác, chúc bác sống lâu và mãi mãi trường thọ với chúng con, với đất nước Việt Nam này. Thưa bác, con viết tâm thư này với tư cách là một người công dân lương thiện và đặc biệt là con yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, vì con được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S. Con viết tâm thư này đầy nước mắt. Con muốn gửi đến bác lời cảm ơn chân thành, tha thiết. Con tin là những việc con làm vừa qua rất có ý nghĩa vì con đã dám kiên nhẫn đấu tranh để tìm chân lý cho cộng đồng. Họ đã dám vạch trần mặt trái từ câu chuyện lừa đảo xưng danh thần y họ Võ. Ông ấy đã đi lừa đảo khắp nơi trong và ngoài nước, biết bao nạn nhân khốn khó vì sự tin tưởng. Sự thật đã phơi bày và giờ đây, một tập đoàn to lớn của những thế lực ngầm, nhà báo, luật sư, kể cả một số người đang làm việc nhà nước đã giúp cho vị thần y và tập đoàn to lớn tồn tại đến những 14 năm. Mục đích cuối cùng của họ là lừa gạt đồng bào và buôn bán tiền ảo để chuyển qua nước ngoài, làm hao mòn tiền của nhân dân. Hơn thế nữa là câu chuyện đạo đức, tư cách văn hóa của nghệ sĩ đã đi xuống đến mức cùng ăn chặn tiền của người dân, ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Họ thi nhau ăn chặn và thi nhau làm giàu bằng niềm tin mà mọi người trao đi. Chính con đã lan tỏa 6 tháng trời để ngăn chặn tất cả mọi hành vi tiếp theo của họ. Từ thiện nghe 2 tiếng vô cùng thiêng liêng nhưng giá trị đã bị bào mòn bởi lòng tham vô độ vô đối của con người. Nhiều thập niên qua ai cũng ngỡ là ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ là một nghề cao quý lắm. Thật sự nó rất cao quý đối với những người yêu nghệ thuật, yêu nghề, xem là cái nghiệp của mình. Nhưng ở trong phía năm này, có một nhóm người đã mượn danh ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ để đi sống bằng nghề từ thiện, quyên góp tiền và lừa đảo. Nhất là mỗi mùa bão lũ về miền Trung, họ lấy tiền nhân dân làm của riêng, thi nhau ăn chặn. Họ bất chấp và dựa dẫm trên danh tiếng của mình, cũng như tổ chức ra thành nhóm tổ chức mua giải của cuộc thi và biết bao nhiêu sai trái để làm cho văn hóa nước nhà bị xuống cấp. Nhân tài thật sự bị cản trở đủ đường, khó vươn ra thế giới. Người có tài thì không có điều kiện thuận lợi, con đã không quan tâm, đứng nhìn nên con đã lăn lộn xuống.